Hello, nhân chào cô chú và các anh chị nha. Hôm nay chủ nhật thì gia đình của Nhân có một cái đám cưới mời các bạn, nhưng mà Nhân không có đi. Thì hôm nay vợ mình đi với con mình nó đi. Đây, con mình chưa sang xong rồi nè. Con mình nó sửa sàng cho ủa đi đâu vậy bà Tư hả? Bà Tư nay đi đâu đẹp vậy? Bà Tư đi đám cưới Út nữa hả? Út đi đám cưới nữa hả? Vợ con cũng đi đám cưới nè. Con ở nhà hôm nay xử lý sửa quạt. Ui ơi. Ai? Dạ, quạt của con ở trong công ty nó bị hư rồi. Đem về sửa lại, đang đem vô trong quạt chứ trọng nực quá. Bánh tét hả? Đòn đâu mười mấy ngàn à? Mấy cục điện mà bà Tư bà tưởng đâu bánh tét. Sao bà không thấy? Hả, bà không thấy được. Sao không đi? Rồi đi chưa? Đi chứ. Sớm mà. Đi được rồi. Mười rưỡi, còn sớm. Ừ? Còn sớm hả? Bây giờ mấy giờ? Để con coi coi. Mười rưỡi rồi, đi được rồi. Đi đi, bảy đi luôn đi. Con nhà con làm gì không biết không? Hả? Sửa quạt. Quạt gió trong công ty hư rồi, đem về sửa, đem vô quạt. Chứ nực quá. Cháy, đứt dây hết. Quạt hoài, quạt chịu không nổi, quạt đứt dây chứ. 70-80 ngàn đem lại đẳng đổi bù tiền. Đổi bù nhiêu? Không biết nữa, cái kia bữa hổng còn đổi bù 70 ngàn, 75 ngàn, 80 ngàn. Đem về tháo nó ra. Đúng rồi. Giờ không có một máy mà. Chứ ai muốn tại, mấy này máy bắn không mà. Bốn cục. Tính ra nó đổ về nó đợi, đồng vẫn còn đồng phải không? Có con số về thao. Về thao là trắng ton nè, nè. Nè thao nè. Hai. Cuồng này là cuồng di động nè. Cuồng này di động. Cái lỗi ra mắt. Rồi chuẩn bị đi đám cưới được rồi, tới giờ rồi. Con đi. Bà Tư đi bộ hay đi xe? Xe chứ. Bà Sáu chở đi. Tôi đi là chút tôi về luôn. Vậy chạy xe đi luôn đi. Chạy xe đi. Chút bây giờ với bắt gì đi bộ. Quay vô truyền hình luôn nhau. Chào các con về. Nè, quay Tư lên truyền hình luôn nè. Rồi đi chưa? Lấy đi xe luôn đi, chạy xe đi cái gì? Ừ? Vì cha đưa đi dưới cho. Ồ, bữa nay Út đi đám cưới nha cả nhà. Nhân bữa nay Nhân không có đi đám cưới mà Nhân đi sửa quạt. Đi luôn cho vui. Bảo hả? Rồi con gái mình bữa nay nó đi đám cưới các bạn ơi. Mang dài luôn. Phải không chị em?
Rồi lên đường đi. Rồi các bạn ơi, Nhân đã về, đi chợ Nhân đem 4 cục đồng hồi nãy các bạn, 4 cục của các bạn. Nhân đổi được một cục này nha các bạn, đổi cục này nhưng bù tiền nha các bạn. Đổi cục này, đổi cục này Nhân bù 10.000 các bạn. Đổi cục nguồn này bù 10.000, có nghĩa là hai cục đồng, được hai cục đồng. Hai cục đồng thì được 40, 40 tới cái 40, 50, 60. Rồi bữa nay Nhân tiến hành sẽ sửa quà nha các bạn. Vợ con của Nhân đi đám cưới, Nhân không đi đám cưới các bạn ơi, Nhân ở nhà các bạn ơi. Nhân đi đám cưới không nổi đâu, Nhân không có nhậu nổi các bạn ơi. Uống lon hai lon trời, nhưng mà Nhân cũng để nhường cho vợ đi, đi cho vợ con đi chơi cho nó vui. Mình ở nhà các bạn. Ở nhà mình sửa quạt các bạn ơi. Súng bắn các bạn ơi, súng bắn cho nó mau các bạn. Gỡ luôn món luôn bạn ơi, gỡ cái món ơi. Rồi, cái gì cục cục đây. Chỉ là thợ cùi bắp thôi nghe các bạn. Thợ cùi bắp đụng gì làm đấy. Nói chung là cái gì Nhân cũng xử lý ra cho các bạn. Không cần đi thợ đâu các bạn.
mình dốt thì mình cắt mình chừa lại các bạn. Cắt làm chừa lại. Nó dễ thôi. Lại dây nào nối nữa mình nối thêm dây nấy đó, vậy đó các bạn. Chấm lại các bạn ơi. Chấm lại thứ tự của nó các bạn ơi, vàng theo vàng. Vàng theo vàng. Trắng theo trắng. Trắng trắng nha các bạn. Trắng đây. Cục này đóng vô đây luôn các bạn ơi, đóng vô vô cục làm gì? Gì đề? Gì đề là gì đỏ các bạn. Xong rồi nha các bạn. Đấu dây điện xong rồi các bạn ơi. Lùm quá, nhà nghe đang đóng cửa rồi các bạn ơi. Lùm quá, ai làm được. Nhau nha trời.
lấy con kia. Quấn cái này là các bạn ơi. Rồi. Cố định ở đây các bạn. Khi mình có dây đồng nữa các bạn. Nó có nằm ngoài không, mình đè nó vô nghe các bạn, để nó đứt nghe các bạn. Dây đồng á. Rồi mình kiểm tra coi dây đồng nó có lú ngoài không bạn, vút vút vô bạn ơi, đang còn đút vô nó đứt, đứt cái tôm mấy chục ngàn nữa bạn. Để mình lấy đèn mình gọi cái chắc ăn nha bạn. Coi 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 nó có dướng không các bạn. Rồi thấy cũng được các bạn. Tiến hành mình sẽ bật hai con ốc trước các bạn nào biết sửa rồi thì hay giỏi chỉ cho mình nghe các bạn, mình không phải thợ các bạn ơi, đâu phải mình thợ đâu, này nhân tập sửa nha các bạn. Thật sự cái này nhân cũng tập thôi, hên xui các bạn. Bạn nào ấy da mệt quá bạn, bạn nào sửa giỏi á comment cho mình, chỉ cho mình các bạn cách nào làm lẹ, chỉ cho mình. Xiết mấy ngón ốc này lại mình kiểm tra lại các bạn, mình đấu vô rồi. Vô mình dặn cái cốt này là thấy nó nhẹ là ok các bạn. Này cũng rồi giờ tiến hành nhân ghim điện thử nha các bạn. Nhân kiếm cái gì nhân kim lên cho các bạn coi, không biết nó chạy không nè. Đây đây cũng tạm tạm được các bạn ơi, nhân ghim điện ra nha. Ồ chạy chạy các bạn ơi, mà chạy cho nó kêu quá.
1 2 3 à, rồi ok. Ây da, uống nước các bạn ơi, khát nước quá. Ây da, uống nước các bạn ơi. Điện ra chưa? Để hội giật ở đây, ở nhà có anh ên các bạn. Vợ con đi đám cưới ở đây. Giật một cái là lên đường luôn các bạn. Đây, vô đây. Giờ mình sẽ gắp lại nghe các bạn. Khoan, bạn ơi để mình chỉnh máy lên chút xíu các bạn ơi. Rồi, chỉnh máy lên chút xíu. Khóa chốt lại sửa quạt nó dầm mệt lắm các bạn. Bắt cái con này lại luôn cho nó dính ở đây các bạn ơi. Đâu rồi giờ không biết con nào luôn nữa, để đại đi. Cái quạt này nghe các bạn, nghĩa là mình lấy 4 cục đồng đó mình sẽ đi đổi một cục mới nghe các bạn, đổi một cục mới về mình gáp vô thì có gì đâu, mình câu dây điện thì những điều giống nhau thì mình sẽ gáp thôi các bạn, thì dây điện nó cứ theo giống nhau thì mình làm theo giống nhau thôi, đừng nói lộn dây thôi. Màu xanh theo màu xanh, màu ba cộng dây chạy, nó có ba cộng dây chạy là cộng cộng xanh, cộng vàng, cộng trắng, còn lại cộng dây xám xám với dây đen đen là cộng 2 cộng 1 cộng đề, cộng dẫn điện lên các bạn. Đó, bây giờ nhân sửa được cái quạt này các bạn. Tiến hành con giáp rồi các bạn ơi. Nay vợ con đi đám cưới cho người nhân để cho bà xã nhân đi các bạn ơi. Nhân ở nhà nhân sửa quạt. Tại ở trong công ty nè, nực quá. Cái quạt trong công ty các bạn. Mình xài á nó hư. Nhưng mà nhờ trong công ty sửa khó lòng các bạn ơi, nên mình đem về nhà mình xử lý luôn cho rồi đúng không, có nhờ ai. Nhờ ai các bạn ơi, mình biết sửa thì mình tự sửa mình xài cho các bạn. Xe cộ rồi lặt vặt nhân làm hết trơn luôn bạn. Này là xin khô nha các bạn.
Simco này mới cũng 300 mấy các bạn ơi, giờ 300 mấy. Giờ có tới gì cũng mắc chân bạn ơi. Mình sửa lại mình chạy qua. Móc cái đầu này đâu rồi? Ở đây. Đây các bạn. Nhân sợ nó thất lạc nhưng bắt vô đây nè. Chiếc này lại nghe lỗ không cha kỳ vậy, lỗ này nó hư rồi bạn ơi, nó chống phọc luôn rồi, để anh sẽ cắt sụp cái lỗ này lại bạn ơi. Rồi ok các bạn ơi. Mình thử điện một lần nữa nha các bạn. Các bạn ơi. Để chạy các bạn. Tắt các bạn, vô quá. Rồi. Mình xử lý cái quạt này là do nó đứt dây điện ở trên cái đầu của các bạn. Trên cái đầu nó có 5 cái nguồn dẫn lên, một cộng ba cộng chạy, một cộng đề, rồi một cộng đề với một cộng nó chuyển hướng các bạn, nó chuyển hướng như xây này nè, thì nhân mua cái mới về nhân sửa các bạn, cũng tạm được. Ngày qua mình mua cả ba giờ mình bỏ đâu cũng tiêu của các bạn. Cái bà mới luôn, mình sẽ thay vô cái này mà kiếm không gặp các bạn ơi.